Thưa quý vị và các bạn, tính đến thời điểm này, tỉnh Thanh Hóa đã gieo trồng được khoảng 40.000 ha cây vụ đông các loại. Trong điều kiện thời tiết thay đổi, cây trồng dễ phát sinh sâu bệnh, ảnh hưởng đến năng suất, sản lượng mùa vụ. Do vậy, các địa phương đang chỉ đạo, hướng dẫn nông dân chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh nhằm bảo vệ tốt nhất cho cây trồng vụ đông. Theo đánh giá của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Thanh Hóa, hiện nay hầu hết diện tích cây trồng vụ đông đang sinh trưởng phát triển tốt. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của thời tiết, nhiều loại sâu bệnh đang phát sinh gây hại như sâu keo mùa thu, bệnh khô vằn gây hại nhẹ trên cây ngô, bệnh lở cổ rễ, đốm lá, héo xanh vi khuẩn, sâu cuốn lá trên cây ớt, bệnh đốm lá, rỉ sắt, héo xanh vi khuẩn, lở cổ rễ trên cây lạc, dẹp, bọ cánh cứng, sâu ăn lá trên rau màu. Ngành nông nghiệp đang chỉ đạo các địa phương hướng dẫn nông dân chăm sóc đúng yêu cầu kỹ thuật đối với từng loại cây, đồng thời tuyên truyền, khuyến cáo bà con kiểm tra đồng ruộng thường xuyên, phát hiện sớm và chính xác các đối tượng sâu bệnh để có biện pháp phòng trừ hiệu quả. Đối với diện tích cây trồng bị bệnh, ưu tiên sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật, dòng sinh học nhằm bảo vệ sức khỏe cho người sử dụng và an toàn thực phẩm cho nông sản.